Sáng nay mùng 8 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở lại phiên xử bị cáo Trịnh Sướng và 38 đồng phạm về tội sản xuất buôn bán hàng giả sau 3 tháng phải tạm hoãn. Các bị cáo đã pha chế bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng. Riêng Trịnh Sướng được xác định là tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỷ đồng. Đây là vụ án làm xăng giả lớn nhất từ trước đến nay. Tài liệu và hồ sơ của vụ án trước đó còn phải chở bằng xe tải từ Viện Kiểm sát qua tòa. Phiên tòa dự kiến là sẽ kéo dài khoảng 20 ngày. Để phục vụ cho việc xét xử, tòa triệu tập 10 tổ chức cá nhân liên quan và gần 100 người làm chứng.